ngồi cạnh đội chủ tịch Lê Công Vinh. Rất hay. 2-0 dành cho các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh. Một pha đánh đầu lái bóng rất chính xác của cầu thủ mang áo số 17 bên phía đội chủ nhà Nguyễn Minh Trung. Công đầu cho bàn thắng vừa rồi phải kể đến pha đi bóng và treo bóng vào của Da Silva. Sơn và con người hay của Phi Sơn. Rất đẹp. Như vậy đã có bàn thắng cho thành phố Hồ Chí Minh. Và một cú đúp. Người ghi bàn không ai khác là Matias Zanue. Và kiến tạo là của Phi Sơn. Matias không biết về. Bàn thắng thứ 8 của Matias Zanue. Và đồng thời cũng giúp thành phố Hồ Chí Minh mở điểm trong trận đấu với Thăng Quảng Ninh ngày hôm nay. Một tình huống lỗi của hệ thống phòng ngự Thăng Quảng Ninh. Và với đẳng cấp của mình, Matias đã dễ dàng đánh bại Huỳnh Tuấn Linh trong tình huống đối mặt thứ hai. 1-0 cho thành phố Hồ Chí Minh. Sự không hài lòng, sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Thăng Quảng Ninh. Lê Công Vinh quá dài và khiến cho cơ hội của cầu thủ này trôi qua. Và đây là Patio. 3-2 dành cho các cầu thủ Thăng Quảng Ninh. Ngay sau pha xử lý không gọn gàng của Da Silva thì là một tình huống đỡ bóng rất gọn gàng, rất tinh tế của Patio. Và sau đó là một tình huống dứt điểm không thể chính xác hơn. Bóng trước khi giải thể đã có một lần vô địch quốc gia. Phi Sơn, Amiro Bande rút bóng, vẫn còn người vào pha ghi bàn của Công Phượng. Bàn thắng thứ 4 của Công Phượng ở mùa giải năm nay. Phút thứ 5 của trận đấu, Công Phượng đã khai thông thế bế tắc. Pha xử lý lúng túng của hàng phòng ngự Thăng Quảng Ninh sau một pha sút bóng không được ý thì bóng đến chân Công Phượng. Một cú đá trượt, tuy nhiên lại là một pha chuyền bóng quá đẹp cho Công Phượng. Nguy hiểm. Tiếp tục là một sai lầm nữa của Thăng Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng một cách vô cùng triệt để. Rõ ràng là với Thăng Quảng Ninh thì câu nói chính xác nhất lúc này là công làm thủ phá. Công vừa mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhen nhóm hy vọng thì bây giờ hàng thủ lại phá vỡ bằng những sai lầm hết sức sơ đẳng. Cách nghiệp dư và sau đó thì chuyền bóng thẳng vào chân tiền đạo đối phương. Lần trước là Văn Việt phản lối với Quang Nam, còn đây là Văn Khoa thực hiện một đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn để cho Masarai dứt điểm. Thậm chí đường truyền của Văn Khoa tốt đến mức Masarai không cần khống chế. Vào và nghiêng người cớ lòng vào góc sân. Treo bóng hỏng, không phải là cú đúp dứt điểm. Đây mới là pha dứt điểm. Và tỷ số là 2-1. 2-1 nghiêng về các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang cố gắng quan sát xem là Thanh Bình hay Hoàng Thịnh là người dứt điểm thành bàn. Và tình huống dứt điểm vừa rồi đó là một pha đệm lòng trong chân phải. Đây là pha bóng mà thủ môn Tuấn Linh giống như ở trong hiệp 1. Anh bị khuất tầm quan sát bởi các đồng đội của mình. Mạc Hồng Quân, Quách Tân, thủ môn Thanh Thắng đã phá bóng bằng chân. Xuân Hùng, Quảng Ninh đang vây hãm. Cú đá rất xa của Xuân Hùng và đó cũng là một siêu vào hầm. Bàn thắng rất đẹp và rất bất ngờ. Lỗi thuộc về tuyến 2 của thành phố Hồ Chí Minh khi đã không có bất cứ một ai ngăn chặn Xuân Hùng để cho hậu vệ biên phải thoải mái dẫn bóng diện không thể cản phá. Không cần quá nhiều đà. Cú đá của Xuân Hùng thì rất khó chịu và nó hơi lạng khiến cho Thanh Thắng không thể kiểm soát nổi.
khoảng trống trước mặt của Xuân Hùng là quá lớn. Rất thảnh thơi để anh có thể ngắm nghía và thực hiện cú đá. Cú đá này của Xuân Hùng theo kiểu Ronaldo, mu cắm, lực ra rất tốt, lực bật cố cực kỳ hay. Sau 3 trận thắng liên tục thì bây giờ họ đã lên tới vị trí thứ 5. Và đây là Quang Nam với cú đá rất hiểm hóc. Tuyệt vời! Siêu phẩm của Quang Nam. Một lần nữa Quang Nam đã ghi bàn ở mùa giải này. Và đó đều là thực sự là những bàn thắng đẹp. Bàn thắng đầu tiên của Quang Nam là pha ghi bàn trong trận đấu với Thanh Hóa. Còn đây là một pha xuất phạt trực tiếp ở một đẳng cấp rất đã. Cùng nhìn lại pha ghi bàn của Quang Nam. Cú đá lượn qua hàng rào và ghim thẳng vào góc cao trước sự bất lực của Huỳnh Tuấn Linh. Một pha dứt điểm thực sự là ở đẳng cấp cao. Lực đi rất mạnh và cho Tuấn Linh bất cứ một cơ hội nào. Rất xuất sắc với pha dứt điểm vừa rồi của Quang Nam.